Má ơi, má, con em thương má rồi. Con má ơi, con nhớ má quá. Tâm má ơi, con ở dưới lạnh lắm má ơi. Tâm ơi, má ơi. Tâm. Dạ. Con nè, con má ơi, con là thằng Tâm con của má nè. Bữa nay là cả nhà về đây làm đám giỗ cho con đó. Con có gì muốn nói với má không? Con hối hận lắm má ơi. Sao con? Tại vì con không có nghe lời má, cho nên con mới cưới vợ của con. Con mới ra nông nổi như vậy. Con chết quạt trên đất lắm má ơi. Má nên nói lại đứa mày không hợp tuổi. Vậy mà tụi bay cũng cãi để cưới nhau, để đem về rồi cái mày bệnh, rồi cái lúc xui xẻo cái mày chết, mày đi luôn bỏ mẹ. Mạng vợ con lớn quá, nó mới hại con. Nó hại lắm. Con chưa có muốn chết, nhưng mà tại vợ con khắc tuổi khắc mạng, cho nên con mới ra đi. Tại con, chính nó mới giết con đó mà, thấy chưa? Con chết đi rồi mà nó còn mạnh khỏe như trâu á. Mà đừng phải nói vô cớ gì vậy. Ở nhà này ai cũng biết là ba tôi bị bệnh mà chết mà. Tôi là bác sĩ tôi không biết sao? Im đi, anh Tâm nó nói không sai. Vì vợ nó mà nó phải ra đi như vậy. Tại nó, cái nhà này liên miên xui xẻo lắm mà. Sống làm sao mà để cho thằng Tâm nó ra đi đột ngột như vậy. Trời ơi là trời, Tâm ơi là Tâm. Con chết quạt, chết ức, con bỏ má mà. Ba ơi. Ba. Ba ơi. Ai đây, ai đây? Dạ con. Con là con vô út của ba. Hồi lúc ba còn sống á, con không có may mắn được gặp ba. Con buồn quá. Hôm nay là đám giỗ của ba, con có món quà tặng cho ba nè. Thôi con ơi, âm dương cách trở đôi đường. Đừng, ba mới nhận quà cáp gì đâu con. Ba nhận đi. Đừng. Ba nhận đi cho con vui mà ba. Ba thấy cuốn sổ này quen không ba? Cuốn sổ màu xanh. Đúng rồi. Quen không? Quen à. Nhà ông Tư Điền có hai cha con. Ông Tư khắc tuổi với con dâu. Nhà bà Tâm có bốn con trai, đúng không? Đúng. Ba của con dâu, đúng không? Đúng. Mà cô con dâu út là dễ thương nhất. Ủa, cái này tôi đâu có ghi. Cái này tôi mới thêm vô. Trời ơi. Đây nè, nội. Nội coi đi nội. Nội coi rồi sẽ rõ à. Không có ai nhập xác tập thần gì hết á. Ổng á thu nhập thông tin rồi buôn thần bán thánh. Nếu á mà bà chối hả, được rồi, tôi sẽ kêu ông Tư tám ngón tới đây xử bà ha, xử bà. Còn nếu không hả, tôi sẽ kêu mấy người bị bà lừa đảo tới đây dịch mặt bà ra. Dịch mặt bà ra. Nghe chưa? Đừng, con vợ út của ba. Quên cái gì? Cô ơi, cô nên nhớ rằng tôi á là người cho mượn á xác để cõi âm nhập về để được đoàn tụ gia đình. Mẹ ơi, tôi làm việc tích đức chứ tôi đâu có lừa đảo gì đâu cô. Ủa, ba tôi đâu rồi? Sao mày lẻo cái mồm vậy hả? Ông ba đi rồi hả? Nè, tôi nói cho biết nghe chưa, tôi đây nè. Sao cô? Biết cái gì không? Biết cái gì không? Không. Tôi mài dao đó, thọt huyết heo từ năm 15 tuổi nghe chưa? Nghe chưa? Bà mà cà trớn hả? Tôi thọt cái khô máu luôn nghe chưa? Cô, tôi chính cờ chứ không phải là heo. Thôi, không có nói gì hết á. Giải ba lên công an đi. Đừng. Rõ ràng ha. Rõ ràng mày gạt tao ha. Nè. Trời ơi, bà đừng mà. Mày gạt gẫm tao á. Nói. Cô phải thông cảm giúp cho tôi. Cái lỗi lầm này á cũng không phải là do tôi đâu, mà là tại vì cái bà nội này nè. Tại vì á, bà tin lời của tôi quá đi. Rồi á, tôi mới thấy vậy, tôi mới tìm một số vốn. Tôi mới làm cái trò lừa đảo như vậy. Chứ thật tâm ra cô cũng biết rồi đó, tôi toàn là coi bói dạo, bói mướn không à.
chỉ có 5.000, 10.000 hoặc 100.000 trở lên thôi, chứ tôi có làm cái gì đâu. Cái gì? Bà lừa đảo 5.000, 10.000 tôi không nói. Đằng này là 30 triệu của nhà tôi, sao bà không đi ăn cướp luôn đi? Nè. Không có nói gì, hãy mới lên công an đi. Đi. Dạ, đúng rồi đó, giải lên công an đi. Đừng. Dạ tôi sợ mấy ảnh lắm, đừng có bắt tôi lên công an. À, cô ơi, cô mở lòng từ bi hỷ xã, cô tha cho tôi lần này đi cô. À, bà ơi, bà tha cho tôi lần tha này đi. Tha cái gì mà tha hả? Con à. Thôi được rồi. Dạ bà đi không? Kể như lần này là nhà mình từ bi hỷ xã, tha cho bà lần này đi. Dạ, ha. Dạ, dạ, còn dạ, tôi thôi, tôi nói cho bà biết nha. Dạ. Tôi nè. Dạ, thôi. Xuyến từ đây ra cửa cho tôi. Hả? Đi. Xuyến hả? Bà không đi nữa. Biệt. Đi. Đi lên. Cũng tại nội hết á. Cũng vì nội quá tin tưởng nên bà chính cơ mới có thể lừa cả gia đình mình như vậy. Ừ, tại tao á. Tại vì tao thương con tao. Nội. Chứ vợ nó có thương gì nó đâu. Tâm ơi là tâm, con chết quang chết ức. Con về con dắt mẹ theo vậy. Chứ mẹ không có muốn ở với cái đám cháu dâu này, nó bất hiếu với bà nội nó quá. Tâm ơi là tâm ơi. Mẹ, mẹ. Mẹ à. Mẹ. Mẹ, tụi con muốn mẹ về ở chung với tụi con. Cái gì vậy? Tự nhiên kêu mẹ về sống chung là sao? Chim không thấy mẹ đã chịu khổ với bà nội nhiều rồi sao? Em thấy hôm nay đúng ra là ngày sum họp gia đình, vậy mà bà nội đã làm gì? Anh Tư nói đúng á. Em thấy hả, bà nội suốt ngày quạnh hoẹ mẹ hoài à. Mà em nói á, là mẹ đừng có chịu đựng bà nội cái kiểu vậy nữa. Mà mẹ có nghe em đâu. Mẹ biết là các con thương mẹ cho nên các con mới nói như vậy. Nhưng các con à, các con có biết cảm xúc của bà nội như thế nào không? Nhưng nội có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của mẹ không? Đành rằng là bà nội lớn tuổi, tính tình khó khăn hay xét nét. Nhưng mà lần này là nội tin lời người ngoài, xúc phạm đến mẹ đó. Thật ra không chỉ mình nói với em lụa, mà ngay cả con cũng thấy lần này nội xử sự như vậy là không được. Con thấy mẹ nên về sống chung với tụi con đi. Cả con và thằng Tư đều lo cho mẹ được mà. Mẹ biết rằng nội không cố ý như vậy đâu. Mẹ chỉ nghĩ là vì bà nội thương ba con quá. Thương quá rồi bà nội nhớ. Vì nhớ nên mới dễ tin lời bà chính cơ như vậy. Các con à, các con, đáng lẽ là các con có con cái rồi, các con phải hiểu được cái cảm xúc đó, cái tâm lý đó của bà nội chứ. Mẹ nói đúng đó. Anh đừng giận nội làm gì. Tự nhiên bây giờ kêu mẹ về sống chung với tụi mình, chẳng khác nào công khai chống đối bà nội. Con hiểu, nhưng không thể vì vậy mà nội có quyền phủi bỏ bao nhiêu công sức mà mẹ đã dung dén cho gia đình này. Tính nội bảo thủ lắm, không có thể nào mà thay đổi được nội đâu. Con nghĩ là mẹ nên tránh mặt đi, để nội có một thời gian nội suy nghĩ, nội nhìn nhận lại thái độ của nội đối xử với mẹ. Em thấy không có được rồi đó. Tự nhiên giờ kêu mẹ qua ở chung với mấy anh, rồi nhà này ai sẽ lo đây? Trước giờ quen cuộc sống của mẹ rồi, sao mẹ đi được? Em bao nhiêu tuổi rồi mà đồ quấn lấy mẹ như vậy? Đây nè, giờ sẵn có ba anh em, mẹ muốn nói điều này nè. Hình như thời gian gần đây mấy đứa không có gần gũi, không có quan tâm cho nhau, phải không? Hãy suy nghĩ lại đi. Các con phải gặp gỡ nhau thì nếu có đứa nào có khó khăn thì các con mới sẵn sàng giúp đỡ được chứ. Bây giờ các con lớn rồi, có vợ có chồng hết rồi, nhưng mà bây giờ không quan tâm chăm sóc. Rồi thằng ba thằng tư nè, các con lớn rồi mà không nghĩ cách giúp thằng út coi nó như thế nào. Mẹ già nội già rồi, biết còn sống được bao lâu nữa.
anh em mấy con phải đùm bọc, phải thương yêu nhau chứ. Cứ cãi giả vậy, mẹ chết mẹ đâu có yên lòng đâu. Mẹ, trời ơi, thiệt là tức quá mà. Con mẹ chính cho mắc dịch mắc tội này, nó bao hại tôi tốn biết bao nhiêu là tiền. Mẹ ơi mẹ, ơi ai đó, ơi 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 ơi, là lạnh quá. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người sao rồi? Đỡ chưa mẹ? Hay là con nói mấy đứa nhỏ chở mẹ đi bệnh viện khám nghe mẹ nghe. Tôi không đi bệnh viện đâu, tôi khỏe rồi. Đi chi tốn tiền lắm. Tôi tức con mẹ chính cơ này, nó dám lừa tôi, nó gạt tôi, chứ tôi đâu có muốn vậy đâu. Thôi con hiểu mẹ mà. Mà con có để bụng chuyện này đâu mẹ. Hiểu là hiểu sao? Tôi nói thiệt nha, con mẹ chính cơ này mà nó để cho tôi thấy mặt nó hả, là nó chết chắc với tôi rồi. Thôi mà mẹ, kệ người ta đi. Người ta làm ác thì thế nào người ta cũng nhận điều xấu mà. Mẹ đừng có giận chi cho thêm bệnh mẹ ơi. Mẹ à, hôm nay con thấy vợ chồng thằng Ba với thằng Tư hình như có chuyện gì đó mẹ. Nên con xin phép mẹ cho con qua nhà tụi nó tìm hiểu coi sao hả mẹ. Ý cô là sao? Cô mượn cớ cô bỏ nhà để qua tụi nó, cô giằn mặt tôi chứ gì? Tôi biết mà, ý cô nham hiểm lắm. Ngoài mặt tỏ ra không có gì, nhưng mà trong bụng cô đã rắp tâm trả thù chứ gì. Mẹ ơi, không phải vậy đâu. Thật ra con chỉ định qua nhà tụi nó ở một hai bữa để tìm hiểu thôi, chứ con có dọn đi luôn đâu mẹ. Mẹ đừng nghĩ vậy mà tội nghiệp con nghe mẹ. Tôi nè mới là người đáng tội nghiệp nè. Già cả rồi, chỉ trông nhờ nó con cái tôi. Lỡ làm Phật ý, nó nặng nhẹ đủ điều. Tôi biết thân phận của tôi lắm mà. Cô làm gì cô làm đi. Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ, là con sai mẹ ơi. Con không biết lựa lời nói để mẹ hiểu lầm con. Mẹ ơi, làm sao mà con bỏ mẹ đi được hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ đừng giận con nghe mẹ. Mẹ ơi, mẹ, cho con xin lỗi mà mẹ. Mẹ đừng giận con nghe mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ủa, anh tới hồi nào vậy? Vợ tôi đâu? Tới nãy giờ rồi. Trân nói đi ra ngoài mua chút đồ gì đó. Đâu, anh thử gọi điện cho Trân đi. Chắc hôm nay anh với vợ tôi đã bàn xong công việc rồi đúng không? Bây giờ tôi có việc riêng muốn bàn với Trân, nên hy vọng là anh thông cảm cho. À, đồ ăn về rồi nha, ăn thôi, ngon lắm nè. Ủa, anh về rồi hả? Em tưởng anh còn ở bên nhà mẹ chơi, nên em không báo cho anh biết là tụi em ăn mừng tập thơ mới của em á. À, đây đây, Trân Trân, để anh phụ em cho. Này Trân ra, để Trân. Trân à, hôm nay anh có việc quan trọng muốn nói riêng với em. Chút nữa nói đi anh, ăn trước đi, đồ ăn nguội hết rồi. Anh có chuyện quan trọng muốn nói thiệt mà. Nếu mà hai người có chuyện riêng muốn nói thì thôi tôi về, bữa khác tôi ghé. À quên.
Hôm nay em làm vậy là sao? Tại sao em không nói gì cho anh biết hết trơn vậy? Thì ra là chuyện này đó hả? Em muốn làm cho anh và cả nhà anh bất ngờ thôi. Anh biết không, tốn nhiều tiền của em lắm á. Anh thấy tập thơ em viết mừng kỷ niệm ngày giỗ của ba có hay không? Em nghĩ sao mà lại làm vậy? Đó là giây phút thiêng liêng để người sống tưởng nhớ đến người thân của mình đã mất. Vậy mà em lại làm mấy cái trò lố lăng đó. Em coi được hả? Anh thật sự không hiểu nổi em luôn đó. Sao lại là lố lăng chứ? Em chỉ muốn tạo sự mới mẻ, bất ngờ cho gia đình của anh thôi mà. Anh có biết là em phải tốn bao nhiêu là công sức mới làm được món quà đó không? Anh đâu có bắt em phải làm như vậy đâu. Anh chỉ cần em đến thắp cho ba nén nhang, rồi gia đình quây quần nói chuyện, chia sẻ với nhau là đủ rồi. Vậy mà em lại bày ra mấy cái trò vậy đó. Anh á, anh đúng là một con người cổ hủ, khô khan. Em nè, em làm tất cả mọi chuyện chỉ vì anh, vì gia đình của anh thôi. Mà bây giờ anh lại trách em vậy đó hả? Tập thơ của em ra mắt, anh không chia vui thì thôi. Bây giờ anh còn mặt nặng mày nhẹ với em vậy đó. Anh coi đi, anh làm vậy có đúng không? Sao mai ở nhà hết vậy ta? Đi đâu hết rồi? Alo. Anh đang đâu vậy? Sao anh đang nấu cơm giữa chừng anh bỏ đi đâu vậy? Anh đang ở trong bệnh viện. Bà Tuyết tự tử. Vậy thì mắc mớ gì chỉ gọi đến anh? Tại vì trong thư tuyệt mệnh, bà Tuyết có nhắc đến tên của anh, nên họ tìm số trong điện thoại của bà Tuyết rồi gọi anh tới. Sao anh lúc nào cũng ở không lo chuyện không đâu hết vậy? Anh gọi cho người thân của cổ tới là được rồi. Anh là người thân của bệnh nhân Bạch Tuyết? Dạ. Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, anh đi theo tôi làm thủ tục gấp. Dạ. Thôi nghe, có gì anh gọi em sau nha. Ba ngồi đi. Con không ngờ làm ba lo lắng tới nỗi tới tận nhà tụi con như vậy. Thôi ba ngồi nghỉ đi, con lấy nước ba uống nha. Ba nghe con khóc trong điện thoại nên ba lo. Nhà cửa sao để bề bộn quá vậy nè con? Ủa, nước đâu, sao cho ba uống cái này? Dạ, nhà hết nước rồi. Cái này cũng là nước mà ba. Ba uống đỡ nha. Đó, ba thấy chưa? Ảnh gây với con xong á, bỏ đi tới giờ chưa về luôn đó ba. Mà con có làm gì sai đâu ạ? Tại ảnh á, ảnh cổ hủ quá thôi à. Cũng tại ba cưng chiều con quá, cho nên bây giờ con mới như vậy đó. Trước khi con muốn làm chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của chồng con. Ba ơi là ba, nếu mà bàn trước á thì đâu còn bất ngờ nữa đâu ba. Bất ngờ đâu ba không thấy, chỉ thấy toàn là kỳ cục cái gì đâu á, không hợp với tập tục của người Việt Nam mình con à. Ba à, ba tới là để ba an ủi con hay là để trách móc con thêm vậy? Mấy cái tập tục lạc hậu đó con không chịu được. Bây giờ là thời đại mới rồi, nên cái gì cũng phải nhìn theo con mắt hiện đại chứ ba. Ba không cấm con suy nghĩ tiến bộ hiện đại, nhưng con phải biết ăn theo thuở, ở theo thời con à. Có những cái cần cải tiến, nhưng có những cái nó đã trở thành truyền thống rồi, chứ đâu phải con muốn làm khác đi là được. Đó, con lại như vậy nữa rồi. Hễ mỗi lần ba nói cái gì con không vừa ý, con lại giận dỗi với ba như vậy đó hả?
Từ ngày con lấy chồng cho tới bây giờ, có khi nào con làm tròn bổn phận của người vợ chưa? Nhà cửa thì bỏ bê, không chịu chăm sóc gì hết. Nhưng mà còn lâu á, con mới làm quà với ảnh. Ảnh mới là người phải dẹp bỏ cái suy nghĩ cổ hủ đó đi. Trần, sao con đang ngồi nói chuyện với ba mà? Trần, con nhỏ này cứng đầu cứng cổ hết sức. Ờ, sao rồi? Dạ, em đã hỏi bác sĩ điều trị cho chị Tuyết rồi. Tình hình xấu lắm anh ba. Nhưng mà phải có cách cứu chữa chứ. Bà Tuyết được đưa đi cấp cứu kịp thời mà. Tuy là cấp cứu kịp thời, nhưng do chị uống thuốc ngủ quá liều nên não và thận bị ngộ độc rất nặng. Các bác sĩ đã làm hết sức rồi, chị còn biết trông chờ vào vận may thôi anh à. Tuyết có sao không cậu? Bác sĩ đang cấp cứu cho Tuyết. Tình hình cũng có vẻ khả quan lắm chị. Vậy đỡ rồi, tôi cũng mừng lắm. Cảm ơn cậu đã ở đây với em tôi. Dạ không có gì. Tôi có việc phải về trước. Đây là điện thoại của Tuyết nè, trong đó có số điện thoại của tôi á. Có gì chị cứ gọi cho tôi nghe. Dạ cảm ơn cậu. Dạ. Nãy giờ luôn buông tao quên. Dạ. Bà Tuyết á là sếp của tao. Mày lo đi làm việc đi. Đừng có nghĩ bài bản nha mày. Dạ. Ủa, còn 15 phút nữa là tới giờ họp rồi. Sao chuông điện thoại mình không réo ta? Ủa, sao lại có cái giỏ này đây? Nãy em đã nói rồi, chị phải mua thêm 2 chai nước hoa nữa. Vậy mà chị không chịu mua. Em mới xài chút xíu à, mà hết rồi. Thôi, đưa đây. Xịt hoài à. Em tham vừa thôi chứ. Em có biết là hai con búp bê với cả đống đồ dùng này bao nhiêu tiền không? Mà còn đòi hỏi nữa. Em có biết đâu. Bao nhiêu? Gần 1 triệu chứ đâu có ít đâu mẹ. Ai mua cho hai đứa cái đống đồ mắc tiền này? Dạ, bé Minh, bạn của Diều Quyền đó. Mua cho tụi con, còn nói á là tụi con muốn mua cái gì thì mua cái đó. Thích lắm á mẹ. Bé Minh còn nói là bạn thân của mẹ. Bé thích mẹ, mẹ thích hai tụi con luôn. Để bỏ tất cả cho mẹ. Mẹ. Từ giờ trở đi, mẹ cấm hai đứa tuyệt đối không được nhận quà của bác Minh nữa, nghe chưa? Sao vậy mẹ? Sao vậy mẹ? Sao vậy? Sao tự nhiên mẹ bắt tụi con phải bỏ? Tụi con không chịu đâu. Bây giờ không nói nhiều, mẹ kêu bỏ là bỏ. Không, con không chịu đâu. Ba mẹ có bao giờ mua cho con mấy thứ đồ đẹp như vậy đâu. Bác Minh thương con nên mới mua cho con, chứ con đâu có đòi. Mẹ nói bỏ ngay chưa? Bỏ ngay chưa? Đưa đây. Đưa đây. Mở. Đưa đây. Không bỏ đâu mà mẹ. Mẹ nói mà không nghe hả? Lì hả? Lì hả? Lì nè. Lì nè. Lì nè. Thủy. Lì nè. Nè, con nó làm gì mà em đánh con như vậy? Đi vô học bài. Mau lên. Vô học bài đi con. Tụi nhỏ làm gì mà em giận dữ vậy? Cái gì cũng phải từ từ dạy nó chứ. Còn anh chịu về rồi đó hả?
Chắc sếp yêu dấu của anh khỏe rồi chứ gì. Em nói gì kỳ vậy? Người ta gặp nạn thì mình phải giúp đỡ, huống hồ gì đây là người quen của anh. Người quen hả? Quen đến độ mà anh bỏ cả việc nhà để đi lo chuyện bao đồng cho người ta. Anh coi đó, ăn mặc vậy mà đi ra đường luôn đó. Mà cổ hết thời rồi, anh còn bám đeo cổ để làm gì? Cổ bị gì á thì kệ cổ đi, không có đến phần anh lo đâu. Sao em lại có những suy nghĩ ích kỷ như vậy? Dù là một người không quen biết gặp nạn, anh cũng giúp nữa, huống hồ về đây là giám đốc cũ của anh. Cổ còn không biết có qua được hay không nữa, vậy mà em lại có những lời vô tâm như vậy. Ừ đúng rồi, tôi vô tâm, nhưng vẫn còn hơn loại người như anh đó. Anh chỉ biết lo cho người dân thôi, chứ có bao giờ anh để tâm tới mẹ con tôi phải sống thiếu thốn như thế nào không? Anh có bao giờ làm cho mẹ con tôi được hãnh diện chưa? Hay là anh chỉ biết đem phiền phức về thôi? Người ta có chồng á là để đỡ đần chia sẻ, còn đằng này á tôi phải è lưng ra làm để mà nuôi cả cái nhà này, mà anh cũng không giúp được chút việc nhà cho tôi. Anh đúng là đồ ăn bám, đồ vô tích sự. Cô im đi. Cành dương nước Pháp rưới 3000, Quan Âm cam lộ cứu trần gian. Đời người trong sạch vào pháp giới, lửa đỏ làm nên đóa sen vàng. Nam mô A Di Đà Phật. Nói hả? Nội có thấy anh Phụng đâu không? Tao ngồi đây từ sáng giờ tao thấy có đứa nào đâu. Đi đâu mất tiêu rồi ta? Tìm buổi sáng giờ không thấy. Thằng Phụng đâu? Cái tiếng giống bà con. Kêu ra tao biểu coi. Thằng Phụng đâu? Thằng Phụng đâu? Ba. Thằng Phụng đâu bác? Hả? Kêu nó ra đây. Ba kêu Phụng chi ba? Ba con lụa, làm gì mà sáng kiếm Phụng sống quá vậy? Cầm dao mổ heo đi ghê quá à. Còn chuyện gì nữa? Bác coi thử coi, hôm qua nó xô con lụa té. Đã vậy á, nó thấy bên cạnh nó có nguyên một chai bia, nó cầm cái chai bia nó đập vô đầu thằng anh trai của nó. Hả? Trời đất ơi. Đúng là thằng bất dạy mà. Trời đất ơi, rồi anh hai có bị sao không ba? Bị sao trăng gì nữa? Anh hai mày ở giờ nó đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện á, cho tới ngày hôm nay vẫn chưa tỉnh nữa kìa. Đúng là thằng rể trời đánh mà. Nó hết hại con gái tôi sống dở chết dở, rồi bây giờ nó hại luôn anh trai của con gái tôi là sao? Hèn gì, anh biến đi đâu mất tiêu từ sáng tới giờ rồi. Gì? Nó trốn mất tiêu rồi hả? Không có. Bà mẹ nó. Nó trốn đằng nào tao cũng tìm ra, nó trốn lên trời tao cũng tìm ra. Hôm nay tao chấp nhận, tao nghỉ bá, tao ngồi đây tao chờ nữa nè. Bữa nay mà tao không xin nó được một tí quyết hả, tao thề với mày hả, tao bỏ nghề bán heo luôn. Thôi mà ba, thôi ba. Dạ, mời anh uống miếng nước để cho nó hạ quả xuống đi. Thằng Út nó còn trẻ người non dạ, thôi anh bỏ qua chuyện này đi, coi như là nể mặt tôi đi, bỏ qua đi nha. Dạ đúng rồi. Anh nể mặt nội đi ba. Bác nói sao á, tôi không hiểu nổi nha, sao bỏ qua được? Nó đập đầu con trai tôi chưa tỉnh, bác kêu tôi bỏ qua là sao? Trời đất ơi, nó dám làm thì nó dám lãnh hậu quả chứ. Đúng là đồ lưu manh côn đồ mà. Ba thương con, ba tha cho anh Phụng đi ba. Ảnh không có cố tình làm vậy đâu ba. Chắc hôm qua ảnh xỉn quá, ảnh không làm chủ được bản thân mình thôi à. Con xin ba đó. Sao vậy? Mày nghĩ sao mà mày xin cho nó vậy? Mày dạy trai cũng vừa thôi nha mày. Trời đất ơi, nó đánh anh mày như vậy mà mày bỏ mặc anh mày được hả? Đã vậy á, ngày nào nó cũng xô té mày như vậy á, mà mày bỏ qua cho nó làm sao, mày binh vực cho nó làm sao? Thiệt tao tức chết vì mày quá mà. Ủa cái giờ tôi đâu rồi? Đây. Đây. Không. Bây giờ sao? Mày tính sao? Hả? Thôi ba, con tha mặt anh Phụng, con xin lỗi ba. Mà ba muốn chửi ảnh thì chửi, nhưng mà ba đừng đánh, đừng có thọt ảnh. Thôi mà ba đừng. Con trẻ vậy mà làm quá cụ sớm hả? Thôi con không chịu đâu.
Ba không nghĩ cho con thì cũng nghĩ cho cháu ngoại tương lai của ba nữa chứ. Cháu nói gì bác? Mày có thai hả? Hả? Con có thai hả? Con đoán là vậy á. Anh Phụng nói ngày mai vẫn có đi khám thai á. Ngày mai nó dẫn mày đi khám thai. Vậy là tôi có cháu rồi. Vậy thì thôi ba không làm dữ nữa. Dạ. Nhưng mà bắt buộc ngày hôm nay nó về đây phải kêu nó qua gặp ba. Ăn nói với ba làm sao mà để ba tha nó nghe chưa? Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Dạ, con chào bác con về. Ba. Nhớ. Không thọc huyết nó thì cũng về thọc huyết heo để mà bán mà sống chứ. Trời ơi, hồn con dí luôn trời. Cũng may là con Lanh Trí của con Giả có bầu, cho nên ổng mới thà. Nó muốn đứt tim luôn con ơi. Mà vậy là mai mốt ông hỏi nữa làm sao? Thì lúc đó con nói con chưa có. Chắc là do lẫn lộn gì đó thôi. Trời. Nè, cái chuyện này á tuyệt đối không được kể cho má con biết nghe chưa. Nó mà nó biết được á, mày biết cái tánh của nó rồi. Nó đi qua, nó bắt Út đi qua để xin lỗi ổng. Rồi cái ổng vui thì thôi, mà hai ổng buồn á, ổng quay lại ổng thọc quyết như heo quen rồi đó. Thọc thằng nhỏ chết luôn là mày khổ. Nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Mà nội ơi, bây giờ quan trọng là phải báo cho anh Phụng biết chuyện này. Đúng rồi. Con gọi cho anh. Đưa đây. Nam mô A Di Đà Phật. Cái này là ở đâu vậy? Từ trước tới giờ em có thấy anh xài đâu. Cái này là... Nhưng mà anh không nghĩ là em lại quan tâm tới cái này. Chuyện nhỏ thôi mà. Thì đúng là vậy rồi. Tại em thấy lạ nên hỏi thôi. Anh không nói cũng được, đâu có sao. Thật ra cái này là của một bệnh nhân nữ đang cho anh đó. Ý, cái này hàng độc quyền nha. Đẹp quá à. Cô ấy tốt bụng lắm, giờ thường hay tặng quà cho anh, rồi còn quan tâm và lo lắng cho anh nữa. Ừ, đúng rồi. Anh á là bác sĩ giỏi, nên á hả, bệnh nhân thương yêu anh và quý mến anh là đúng rồi. Anh không nghĩ làm vô tư vậy đâu Trân à. Không lẽ em không sợ là giữa anh và cô ấy có... Em không tin là anh có tính đó. Ừ, nhưng mà em làm vậy á là cũng vì em muốn anh hiểu một điều á, là em không hề ghen hoặc là can thiệp vào những chuyện riêng của anh. Và ngược lại á, em cũng muốn là anh phải đối với em như vậy đó. Nhất là anh đừng có cái nhìn khác về mối quan hệ của em với anh Hoàng nha. À hay là anh ra ngoài một chút xíu đi, em muốn yên tĩnh để đọc sách. À quên nữa, em có mua cơm cho anh rồi, em để dưới nhà bếp á. Anh xuống ăn đi nha. Nhưng mà em à, không lẽ em muốn sống cuộc sống vậy hoài sao? Chính ba đã đến gặp anh và dặn anh phải uốn nắn em ngay từ bây giờ, để em biết chú tâm hơn đến gia đình một chút. Vậy sao? Anh định uốn nắn em thế nào đây? Chúng tôi xin cam kết những điều dưới đây sẽ được thực hiện sau khi kết hôn. Hôn nhân của chúng tôi được thống nhất theo mô hình hiện đại, đó là hai cá thể gắn bó với nhau nhưng mà vẫn tồn tại độc lập và giữ gìn những thói quen
sở thích, suy nghĩ riêng. Nhà có hai phòng cho hai vợ chồng á, sinh hoạt riêng, đối phương không được can thiệp vào, và tôn trọng quyền cá nhân của nhau. Với lại còn nhiều khoản trong đây lắm, anh mà quên á, anh đọc lại đi. Anh biết là vậy rồi, nhưng mà em không nghĩ rằng khi làm bản cam kết này là lúc chúng ta chưa suy nghĩ chín chắn hay sao. Bây giờ đã gia chạm vào cuộc sống hôn nhân thật sự rồi, em cũng phải điều chỉnh một chút đi chứ. Vậy bây giờ anh thấy điều gì không hợp lý trong cuộc hôn nhân của mình sao? Hay là anh thích em ghen tuông, làm ầm ĩ lên như những người phụ nữ khác? Hay là anh muốn em xen vào chuyện riêng tư của anh? Ờ, dạng như là em bắt anh phải bỏ cái giỏ điện thoại này nè. Em à, nhưng từ khi mình cưới nhau tới giờ, anh không cảm nhận được không khí gia đình là gì hết. Anh chưa bao giờ biết đến bữa cơm gia đình là gì nữa. Nhà cửa thì lúc nào cũng bề bộn hết trơn á. Em đã nói á, là anh nên xem lại bản cam kết này đi mà. Rõ ràng á, đây nè, điều thứ 20 nè, có ghi là vợ chồng mình đều bình đẳng trong việc chăm sóc nhà cửa. Không lẽ anh lại muốn đẩy tất cả việc nhà cho em sao? Tuy là em không nấu ăn được, Nhưng mà em có mua sẵn thức ăn cho anh rồi đó. Không lẽ anh muốn ăn những cái món mà em nấu mà anh không nuốt trôi được sao? Và điều quan trọng nhất á, là anh đã ký tên vào đây rồi nè, không có thay đổi được đâu. Anh ơi, anh có thấy Út Phụng chồng em tới đây không anh? Tôi không thấy. Dạ cảm ơn anh. À, không có. Trời ơi, đi đâu mà tìm từ sáng giờ không gặp? Bộ nó tính bỏ nhà đi luôn sao vậy? Không có đâu. À, gọi điện thoại cho nó đi. Không được. Vậy nó đi đâu ta? Anh gọi. Alo, anh hả? Anh đang ở đâu vậy? Sao không chịu về nhà? Từ sáng tới giờ có biết là nội với em kiếm anh quá trời luôn không? Được rồi. Vậy anh ở đó nha, em với nội tới liền. Dạ. Biết chỗ ông Phụng trốn rồi, đi. Đi liền nội. Lên đi nội. Rồi, đi. Nhìn con yêu đời vậy, ai mà nghĩ con với con Thủy có chuyện hụt hạt đâu. Trời ơi, đã vậy mà còn kiếm chuyện giấu mẹ nữa ha. Ở nhà con mấy ngày, mẹ cũng biết chuyện gì xảy ra. Mẹ cũng không ngờ gia đình con lục đục như vậy. Gan quá, cả nhà còn hùa nhau giấu mẹ nữa ha. Dạ, con xin lỗi mẹ. Cũng vì chuyện vợ chồng con mà để cho mẹ phải buồn vậy. Con thấy xấu hổ quá. Đâu có gì mà phải xấu hổ đâu con. Mình là người một nhà mà. Có chuyện thì nên chia sẻ với nhau để cùng vượt qua khó khăn chứ. Con thấy không, cuộc đời con người ta cũng như con đường này vậy. Cũng có những lúc quanh co đòi hỏi con người phải vượt qua. Người chồng cũng như người tài xế vậy, họ phải biết cách lúc nào cần nhanh, lúc nào cần chậm, để lèo lái chiếc xe đời đến với hạnh phúc. Con Thủy nhiều khi phải đối mặt với quá nhiều áp lực khiến cho nó hay cọc cằn với con, nhưng thật ra bản chất của nó rất tốt. Con phải biết cách cư xử sao cho khéo thì gia đình mới yên ấm được nha con. Dạ.
con đi đâu vậy? Xuống đây. Đi xuống đây. Xuống đây. Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh ơi. Con ơi. Anh đi đâu con mà không nói tiếng nào hết, làm em với nội lo gần chết luôn á. Chuyện của anh ba mới nói cho em biết. Không sao đâu anh, về đi anh. Về đi con. Anh không về đâu. Về đi con. Anh tính theo mấy đứa bạn buôn hàng ra Bắc một thời gian. Bây giờ anh mà về á, ba em thấy anh là thọc quyết anh chết luôn. Anh thủ tỉnh lại rồi. Ba là cũng hứa sẽ bỏ qua cho anh hết. Anh không cần đi như vậy đâu. Anh đi rồi bỏ nổi với em lại cho ai. Anh hiểu quá rõ cái gia đình hung dữ của em rồi. Ông già em nói vậy để dụ anh ra đúng không? Bắt anh về để thọc quyết anh đúng không? Không có. Anh không có ngu đâu. Em ở nhà lo cho nội với lo cho mẹ đi. Anh đi thời gian anh về. Con. Con. Nè, tới giờ xe chạy rồi, lên đi, lên đi. Nhanh nhanh thôi. Con ơi, con. Nhanh ơi. Con kìa, con lẹ ơi. Lẹ đi, lẹ anh ơi. Con ở lại. Lẹ đi, xe chạy rồi nha. Lẹ đi. Anh ơi. Ở lại với nội với em đi anh. Tại mày. Tại mày. Tại mày mày gian tao. Ơi. Mà tại mày mà cháu tao có nhà không dám về. Đồ con ác phụ con trời. Trời ơi, ơi trời ơi, mà thay người quá đi. Con đi thời gian con về à, làm gì khóc buồn luôn lo hoài á. Thôi nội cứ yên tâm đi, con hứa con đi thời gian con về à. Mà em đưa nội về thôi. Nè nhanh đi. Con ơi nè, nè, nè. Đi, đi mà ở lên đi thôi mà. Buông nó coi. Nội đang nghĩ con ơi. Thôi nội ơi, nội bỏ em à. Đi về đi. Trời đất, hôm nay em đi đâu ăn bận kỳ vậy? Dạ. Sao? Lạ lắm phải không? Vậy nè, có một chương trình thơ kết hợp với rock, cho nên họ mời em. Em được mời á thì em phải mặc đồ dày nè, thì nó mới hợp thời chứ. Nhưng mà em mua cơm cho anh ăn chưa? Anh đói bụng lắm rồi đó. Cơm hả? Em quên mất tiêu rồi. Thôi, trong bếp còn mì gói á, anh lấy anh ăn đỡ đi ha. Em chỉnh trang lại cho đẹp. Chết chưa, mẹ tới kìa. Em dọn đi. Mẹ tới có sao đâu anh. Không sao. Nhưng mà em ăn bận vậy mà nó không sao hả? Đẹp mà. Thôi bây giờ em lên lầu đi. Rồi có gì mẹ hỏi anh nói là bệnh nhân của anh tới khám nha. Đi thôi, nhanh lên. Thôi anh. Đi. Anh. Trời ơi, cái gì vậy? Mẹ, mẹ ngồi đi mẹ. Ủa, sao ăn mì gói con? Dạ, dạ, con định giảm cân cho nên mới nấu mì ăn á. Mẹ ăn gì chưa? Hay là con cất mì đi rồi con với mẹ ra ngoài ăn nha. Thôi thôi thôi. Ủa, có ai trong nhà mình rồi vợ con đâu rồi? Dạ, cô này á là bệnh nhân quen của con. Cô không có thời gian tới bệnh viện nên thường tới nhà con điều trị riêng đó mẹ. Giờ con chưa về nữa mẹ. Thôi được rồi. Vậy thì ăn đi, ăn cho hết đi. Rồi để mẹ dọn dẹp nhà cửa cho. Thôi mà, mẹ để vợ chồng con làm cho. Lâu lâu mẹ tới chơi á, ngồi nói chuyện với con đi. Lát á, con khám cho cổ xong rồi cổ về thôi mẹ. Bây giờ nghe nè. Một á là phụ tôi dọn dẹp, còn thôi tránh qua một bên cho tôi làm công chuyện nhà. Trời ơi, vợ con nó đi làm về phải để cho nó nghỉ mệt chứ sao con, kỳ cục quá à.
chưa lau nhà nữa nè. Dạ, mẹ cứ ngồi đi. Mẹ ngồi đi mẹ. Vợ con á, thiệt là tệ quá. Cô ở nhà từ sáng giờ mà nghĩ sao không chịu dọn dẹp, để mẹ qua phải dọn dẹp vậy đó. Quy à, con nói vậy mà sao con không thông cảm cho vợ con vậy hả? Con phải biết hoàn cảnh của nó như thế nào chứ. Từ hồi nhỏ là nó đã vốn yếu đuối rồi, nay đau mai bệnh, và vì được cưng chiều cho nên không giỏi việc nhà là cái chuyện đương nhiên thôi. Biết vậy thì nên giúp vợ, còn nói này nói kia nữa. Con thiệt à. Dạ. Ờ, cô làm ơn cho hỏi bệnh nhân nằm ở phòng này đâu rồi? Anh hỏi bệnh nhân nằm ở giường nè. Dạ. Chị ấy xuất viện hồi sáng rồi. Ủa, rồi có ai tới đón cổ không cô? Hình như là cô ấy tự làm thủ tục xuất viện một mình. À, dạ cảm ơn cô. Dạ không có chi. Ờ, Tư Quy. Ủa, chà, coi bộ giám đốc không muốn làm phiền nhân viên nên tự xuất viện rồi. Tội nghiệp cô ấy lắm, một thân một mình, những lúc như thế này mà không có ai bên cạnh. Tao chỉ muốn chia sẻ một phần nào với cô ấy thôi. Ai biết trái tim lúc nào sẽ đập loạn nhịp ha. Chị Xui, Xui. Ủa, anh Xui, anh khỏe không? Trời ơi, khỏe cái gì mà khỏe, tôi đang tức tối muốn lên máu nè. Ủa, anh bị lên máu à? Khám bệnh chưa? Khám hả? Khỏi khám. Tôi nói thiệt với chị, có ngày tôi tức chết vì cái thằng Phụng nhà chị á. Trời đất ơi, có chuyện gì vậy? Thằng Phụng sao? Trời ơi, cái chuyện động trời như vậy mà chị không biết gì hết trơn, trời hả? Dạ, tại vì mấy bữa nay qua ở nhà mấy đứa con trai cho nên đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu. Vợ chồng thằng Phụng á, không biết gây gỗ thì sao. Thằng thủ nhà tôi á, nó biết chuyện, nó định qua nói chuyện phải trái với thằng Phụng đó. Vậy thôi á, rồi thằng Phụng nhà chị á, nó quánh thằng thủ nhà tôi đổ máu á, chị coi có được không? Trời đất ơi, có chuyện vậy hả? Chứ còn gì nữa. Cái thằng Phụng này, nó không biết phép tắc gì hết vậy. Rồi cậu Thủ còn sao không anh? Hay thôi để tôi dẫn Út Phụng qua xin lỗi cậu Thủ nghe. Thôi khỏi đi, chị dẫn Phụng qua bên đó hả, giống như là chị gây họa tiếp vậy. Cái thằng thủ tôi đang tính nết vậy á, hai đứa lạng quạng gặp nhau là quánh lộn nữa. Đúng là thiệt tình. Tôi tưởng á, là tôi gả con lụa qua bên nhà chị là nó sẽ êm ấm, vì nó ở trong một cái gia đình tử tế nề nếp. Ai ngờ đâu, cái thằng Phụng nhà chị á, nó cư xử như là dân đầu đường xó chợ vậy đó. Chị à, tại tôi tức quá nên tôi nặng lời với chị. Thôi thông cảm nha, cho tôi xin lỗi chị nha. Dạ anh Xui à, đúng là trong chuyện này tôi đau lòng lắm. Con dại cái mang mà, tôi xin lỗi anh nghe. Thôi, chị cũng không nên quá buồn lòng như vậy. Tôi biết chị cũng không có muốn như vậy đâu mà. Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh mà, biết làm sao bây giờ. Cảm ơn anh đã thông cảm với tôi. Con cái như vậy tôi đau lòng và xấu hổ lắm. Để tôi về tôi nói chuyện với nó coi sao. Nói gì chị ơi, nó trốn mất tiêu rồi, nó khôn lắm. Thôi tôi đi giao hàng nghe. Ông ơi, từ ngày ông mất đi, bao nhiêu năm qua tôi vẫn nhớ lời ông dặn dò là phải nuôi dạy con cái cho nên người chu đáo. Vậy mà bây giờ xảy ra cớ sự này, tôi có lỗi với ông quá. Bây giờ thằng Út Phụng vì chuyện này mà phải bỏ đi,
phận làm mẹ như tôi thật đáng trách. Nó đi rồi nó sẽ về, nhưng tính khí của nó như vậy, trước sau gì cũng xảy ra chuyện tai ương. Ông ơi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ông mà. Mẹ ơi, mẹ đừng có khóc nữa. Tất cả là lỗi tại con. Con xin lỗi mẹ. Con ạ, đằng nào thì chuyện cũng xảy ra rồi. Lỗi không phải của riêng mình con đâu. Tại con hết. Nếu như mà con không nóng nảy làm lớn chuyện thì mọi chuyện đâu đến nỗi như vậy đâu mẹ. Cũng là một lần kinh nghiệm, để sau này các con biết mà rút kinh nghiệm cho cuộc sống của mình. Vợ chồng ăn ở với nhau dài dài mà, chứ đâu phải ngày một ngày hai đâu con. Thằng Út Phụng tánh nó ham chơi, cọc cằn, nhưng mà nó ưa ngọt. Là vợ phải biết cách mà sống với chồng, nghe con. Dạ con biết rồi, con sẽ sửa mà mẹ. Em bị gì mà uống thuốc vậy? Hồi trưa này á, em đi ăn với mấy đứa bạn, xong rồi á, em quên em ăn trứng. Anh biết em ăn trứng em bị dị ứng rồi đó, nổi tùm lum hết trơn nè. Khổ ghê. Em không chịu nghe lời anh. Anh đã nói rồi, em nên hạn chế ăn trứng mà em không chịu nghe. Đâu bị gì đưa anh coi coi. À, thôi khỏi, không có gì đâu, không có gì đâu anh. Em hư quá phải không? Em hứa từ nay á, em sẽ nghe lời anh. Em muốn trở thành một cô vợ ngoan ngoãn để không phiền lòng anh. Thiệt không đó? Anh có nên tin không? Anh không tin hả? Em sẽ chứng minh cho anh thấy. Em chứng minh đi. Cô thật anh. Ba về rồi đây. Ba đi đâu mà không về ăn cơm với tụi con? Ba đi công việc mà. Đây là quà của tụi con đó. Dạ, cảm ơn ba. Con mời ba uống nước. Đây, cảm ơn con. Anh đi đâu giờ này mới về vậy? Hôm nay ba có chuyện gì vui hả ba? Anh xin lỗi, anh có việc đột xuất. Anh lúc nào cũng có việc đột xuất hết đó. Không bận việc này thì cũng bận việc kia. Hôm nay anh có chuyện quan trọng thiệt mà. Xin thông báo với lại cả gia đình nha. Bữa nay ba Lân đã kiếm được việc làm rồi. Mẹ ơi mẹ, ba hết bị mẹ chê là thất nghiệp rồi. Anh xin được việc thiệt hả? Thiệt. Công việc gì? Anh làm ở đâu? Anh xin được việc làm quản lý ở một phân xưởng may, đúng với công việc trước đây mà anh đã từng làm. Chiều nay anh vừa đi bàn bạc với người ta, lương khởi điểm là bằng lương cũ, nhưng mà trong tương lai á, nếu làm tốt sẽ được tăng lương. Tạm thời lên như vậy em. Vậy thì tốt quá, em đỡ lo rồi. Chúc mừng anh. Cảm ơn em. Có việc rồi, anh sẽ không để cho em phải vất vả nữa đâu. Hôm nay nhân sự kiện ba Lân có việc mới, mẹ quyết định cả nhà đi ra ngoài ăn nhà hàng một bữa. Quen hôn mẹ. Thế nào em cũng nói vậy mà. Em cảm ơn anh. Anh đúng là người chồng số 1 của em.
đêm tới đây để có thời gian nghỉ ngơi và nhớ lại kỷ niệm lúc mới quen nhau. Những ngày ở bên cạnh anh em sẽ không bao giờ quên đâu. Em á sẽ sáng tác những dòng thơ bất hủ về tình yêu nè, về những gì mà thiên nhiên trao tặng cho chúng ta và cho loài người trên trái đất này nữa đó anh. Bay lượn vậy muốn hát ca cứ như là sống trên mây vậy đó. Như vậy á thì có gì là không tốt đâu. Anh thấy không, tụi mình có một cuộc sống hoàn mỹ nè. Anh coi á, đâu có vợ chồng nào được như anh với em đâu. Thích đi chơi lúc nào thì đi, không có lo vướng bận chuyện gì hết. Tuần nào với em cũng là tuần trăng mật hết á. Đâu phải là gia đình nào cũng duy trì được như vậy đâu. Em muốn vợ chồng mình mãi mãi như một đôi tình nhân, ngay cả khi răng long đầu bạc luôn. Cuộc sống tự do này sẽ giúp cho em và anh thực hiện được điều đó. Ôi tự do ơi, em yêu tự do quá à. Cuộc đời còn dài, có nhiều chuyện sẽ xảy ra, những khó khăn, những áp lực khiến em mệt mỏi. Lúc đó em sẽ không còn hồn nhiên như thế này nữa đâu. Thì á, được lúc nào hay lúc đó đi anh. Nghĩ xa xôi làm gì. Mà em nè, vợ chồng mình cũng không thể cứ mãi như vậy được đâu. Mình cưới nhau cũng được mấy năm rồi. Anh nghĩ là đã đến lúc chúng ta nên có con thôi. Anh thật sự thèm nghe tiếng trẻ con bi bô lắm. Em nè, những ngày ở đây em hãy sinh cho anh một đứa bé nha. Anh muốn nó sẽ là sợi dây kết nối anh và em mãi mãi. Anh nhìn kìa, anh thấy biển đẹp không? Quá đẹp quá à. Em à. Hả? Em chưa trả lời anh chuyện có con mà. Thôi đi chơi đi, biển đẹp lắm nè. Đi. Xuống đây nè anh. Ừ. Chị anh với. Con đi anh. Alo. Em hả? Hôm nay anh ở lại xí nghiệp ăn cơm trưa luôn. Em ở nhà ăn cơm một mình nghe. Cũng được. Em cũng đang đói bụng đây. Em đi ăn nha. Ừ, em ăn ngon miệng. Tối về gặp em sao? Vậy nghe. Bye anh. Alo. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Anh đang ngồi ăn cơm ở chỗ quán cũ. Hay là em tới ăn với anh đi. Anh chờ. Cho lấy chìa khóa phòng đi em. Dạ, chìa khóa của anh chị đây. Cảm ơn em. Cảm ơn anh.
Em ăn đi. Đi với anh là không được đói đâu nha. Anh cứ để tôi tự nhiên. Ừ, nếu vậy thì em phải coi anh như người bạn cũ, đừng có quá xa lạ nha. Hôm nay tôi có chuyện vui cho nên tôi mới nhận lời đi ăn cơm với anh. Với lại tôi không muốn anh nghĩ tôi né tránh anh vì để đè nén tình cảm lòng mình. Có chuyện gì vui vậy? Cho anh biết được không? Chắc là không chuyện gì khác ngoài ông chồng của em phải không? Đúng đó, chồng tôi đã tìm được một việc làm rồi, một công việc phù hợp với anh ấy. Chúc mừng em nha. Như vậy em đỡ vất vả. Nhìn em lo toan, anh thương em quá. Cảm ơn anh. Nhưng đã là vợ chồng rồi thì lúc người này khó khăn thì người kia phải gánh vác thôi. Giá mà anh có thể gánh đỡ giùm em, sau này có gì khó khăn em đừng ngại nói với anh. Anh thật lòng muốn giúp em, muốn em vui. Anh biết em vẫn còn giận anh. Anh không xứng đáng với em. Nhưng chuyện cũ đã qua rồi. Bây giờ anh thật sự muốn làm bạn với em. Bạn của tôi đâu có ai sang trọng, thượng lưu ngoài ăn cơm trưa ở những nơi như thế này như anh. Em không thích à? Không hẳn vậy. Thật ra nhà hàng này rất đẹp, đồ ăn thì rất ngon. Chỉ có điều là tôi không quen bước chân vào những nơi như thế này. Với hoàn cảnh của tôi, nó xa lạ lắm. Tôi cảm thấy không được thoải mái. Em đừng có nghĩ vậy. Mọi người đều có quyền hưởng thụ mà. Với lại anh không muốn em sống suốt ngày gò bó ở những nơi tối tăm thấp hèn như vậy. Em xứng đáng được hưởng điều này mà. Thôi, không nói chuyện này nữa. Em ăn đi. Nãy giờ lo nói chuyện không à. Để em gấp đồ ăn cho em nha. Ăn đi em. Dạ thưa anh, tiệc anh đặt chúng tôi đã chuẩn bị xong. Dạ mời anh chị. Dạ có gì cần anh chị cứ gọi ạ. Cảm ơn dạ. Em. Dạ mời anh chị. Những thứ này anh đặt riêng cho em đó, em có thích không? Nhưng mà chúng mình có con thì sẽ hạnh phúc hơn.
con đang làm gì vậy? Dạ, con ngâm cái rượu thuốc cho anh Phụng, để mốt anh về anh uống á mẹ. Trời đất ơi, chiều chồng kiểu này là không nên đâu nghe con. Rượu vào nó đâu có kiểm soát được bản thân đâu, rồi nó gây ra nhiều chuyện. Con thấy rồi mà. Nếu mà không vì rượu thì đâu đến nông nổi này, hả? Nhưng mà con thấy tội nghiệp cho anh Phụng quá à. Giờ này không biết anh đang làm gì, ở chỗ lạ, không biết có ăn ngủ được hay không nữa. Để cho chịu khổ đi, rồi tu tâm dưỡng tánh bớt. Trời. Mẹ, con không hiểu sao anh Phụng có thể đánh anh Thủ được. Dù gì thì anh Thủ cũng là anh trai của con. Bây giờ con đứng giữa đường, không biết phải làm sao nữa. Thôi, cái chuyện nó cũng lỡ rồi con à. Cái lúc này là cái lúc mà thằng Phụng nó cần con nhất á. Con nên điện thoại hỏi thăm coi nó làm sao, nhắc nhở nó giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ. Nó ở một mình như vậy là dễ tùy tiện lắm đó. Dạ. Trời ơi, làm gì mà không chịu nghe máy không biết nữa. Hay là ngoài dùng phủ sóng nhưng mà trong dùng phủ chăn rồi. Trời ơi trời, con nhỏ này sao mà nó ghen bóng ghen gió thấy sợ luôn à. Quậy nhưng Út Phụng á, bây giờ có quăng ra đường cũng không có nhỏ nào thèm lượm đâu con. Alo. Anh làm cái gì mà giờ này mới bắt máy hả? Gọi cái gì không? Anh gọi điện thoại hoài à, uống bia đi. Tiếng con quỷ cái nào vậy? Có ai đâu. Cậu muốn chết mà còn ghen. Em đúng là đồ điên. Trời ơi trời, thì ra anh kiếm chuyện bỏ nhà để đi chơi gái chứ gì đúng không? Chơi đâu mà chơi. À đúng là đồ đàn điếm mà. Bực mình hết sức vậy đó. Mới xa vợ có mấy bữa mà đã dở thối trăng qua rồi. Anh có coi tôi ra gì không hả? Tôi ở nhà lo lắng cho anh, vậy mà anh vậy đó. Anh đi luôn đi. Thôi con. Nè. Trời ơi cái gì vậy? Mày đúng là không biết thương chồng gì hết á. Nó đang trong lúc khó khăn, mày không động viên nó thì thôi, mày còn la rầy nữa nè. Mẹ ơi mẹ. Đừng đà, không biết lo nhà cửa. Mẹ ơi mẹ. Mày để cho chồng mày bỏ nhà ra đi như vậy rồi mày khóc. Đúng là đàn bà hư hỏng không ra gì hết á. Nó còn ngồi đó khóc nữa hả? Con à con, mẹ dặn bao nhiêu lần rồi. Mẹ nói đàn bà là chuyện gì cũng phải bình tĩnh, rồi từ từ mình giải quyết. Lạc mềm buộc chặt con à. Nha. Hôm nay biển vẫn đẹp quá phải không em? Vợ chồng mình xuống bơi đi. Thôi anh xuống tắm trước đi, em muốn ngồi đây nghỉ một chút. Sao vậy, em không thích tắm biển hả? Không phải, em thích biển, nhưng mà em không xuống tắm biển đâu, em sợ đen da lắm. Em chỉ thích bơi hồ bơi thôi. Chán quá à. Số em không được ăn ngon hay sao á. Ăn trứng thì bị dị ứng, bây giờ ăn tới hải sản cũng bị dị ứng luôn. Ngứa tùm lum hết á, suốt ngày phải uống thuốc, khổ ghê. Ủa, em mới uống thuốc gì vậy? Đưa anh coi coi. Anh, ngồi xuống đây. Bệnh nghề nghiệp không à. Em á, uống thuốc dị ứng. Mấy thuốc này em biết chứ bộ. Em à, lần này về Sài Gòn á, anh muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời mọi người trong gia đình tới ăn uống. Với lại cũng lâu lắm rồi, mọi người trong nhà ít có dịp gặp nhau. Thôi, muốn gì mời ra nhà hàng đi anh. Ở nhà bề bộn, phải dọn dẹp mệt lắm. Em nói gì kỳ vậy? Em nói vậy em không sợ anh nghĩ em tính toán với gia đình anh sao? Em có thể để bạn bè ở nhà mấy ngày cũng được, không tiếc gì hết. Mà nhà anh á, lâu lâu mới có dịp gặp mặt một lần, vậy mà em còn khó khăn khó chịu nữa. Không phải đâu, ý em là... Em coi, lúc nào ra ngoài em cũng được tiếng chu đáo với bạn bè. Nhưng thử hỏi là trong gia đình, em có làm tròn bổn phận của người con dâu chưa? Anh Toàn thấy em lo chuyện của thiên hạ không à? Em biết em chưa tốt,
em sẽ cố gắng sửa mà. Để em coi lại lịch rồi chuẩn bị tiệc, rồi em mời mọi người cùng qua nhà mình ăn nha. Em tính sao tính? Em biết rồi mà. Thôi, không có được giận em nữa đâu á. Hai vợ chồng mình xuống bơi nha. Dạ, có gì mai anh giao hàng sớm giùm em nha. Dạ, mai mở cửa hàng sớm. Dạ rồi, dạ cảm ơn anh. Dạ. Mẹ, hình như là bà nội còn giận con hay sao á. Con làm gì giờ? Bà nội xuống đó. Bây giờ nội xuống, con mời bà nội ngồi xuống rồi bóp tay bóp chân xin lỗi bà nội nha. Đi dạ. Đi. Nội, nội đi đây con đỡ nội cho. Nội ngồi đây đi. Nội đi tới đi lui nhiều á, ở cầu thang nhà mình mệt lắm đúng không nội? Mỏi chân lắm đúng không? Để con đấm bóp cho nội nha. Nội mỏi chỗ nào á, nội nói đi. Chỉ vô để con đấm bóp một cái, nội khỏe liền à. Đã không nội? Đã không? Tạm được. Chắc nay trời mưa lớn quá ha. Ê mẹ, mẹ để con nghe cho. Chắc là anh Út Phụng đó. Alo, anh Phụng hả? Em Lụa nè. Em nói nghe nè, anh khỏe không vậy? Dạ, để em nói lại với nội với mẹ. Dạ chào anh. Ủa, ai gọi vậy con? Không phải anh Phụng hả? Dạ không, anh Tu Huy. Anh nói chiều nay á, anh mời cả nhà mình qua bển ăn cơm. Con đánh tiếp cho nội nha. Đã không nội? Lâu rồi cả nhà mình mới có dịp gặp mặt rồi họp mặt ăn uống vậy ngang. Dạ. Mấy đứa con cứ suốt ngày cặm cụi theo công việc, không có thời gian quan tâm tới gia đình gì hết à. Đúng như vậy đó mẹ. Thời gian vừa qua tụi con đứa nào cũng bận công việc riêng hết. Nhưng mà mẹ với bà nội yên tâm đi. Bây giờ con đề nghị mỗi tháng chúng ta sẽ tổ chức ăn uống một lần, để mà gặp gỡ trò chuyện với nhau. Mấy đứa thấy sao? Chịu không? Dạ. Nè nè, không có ai ép nghe. Nói là phải giữ lời nghe. Phải ráng dành thời gian mà chăm sóc cho vợ con đó. Nghe chưa? Gia đình mỗi người phải có bổn phận chăm sóc. Chồng phải lo làm việc ở ngoài xã hội, còn vợ thì phải lo chăm sóc nhà cửa cho chồng được yên tâm. Em nghe mẹ nói chưa? Em ở nhà với mẹ và bà nội, cho nên em ráng để ý chăm sóc bà nội và mẹ cho các anh chị nha chưa. Mà không hiểu sao chú Phụng đi lâu dữ vậy không biết nữa. Em có làm gì cho chú ấy phật ý không? Tại cô Lụa cô nóng nảy, nói này nói kia nên chú Phụng mới đi đó. Lụa à, mẹ em cũng thiệt tình à. Vợ chồng á, có gì thì đóng cửa dạy nhau, ai lại đi rêu rao sùm lên vậy? Người ngoài nhìn vô người ta cười cho. Em á không có được học hành tử tế đàng hoàng, cho nên là không có ăn nói dịu ngọt như người ta được. Nhưng mà ít ra em cũng biết nấu cơm cho chồng em ăn, chứ không có đi tào lao thế giới như mấy bà vợ khác. Trong nhà mình á, sướng nhất là chị Thủy nè. Từ ngày á mà anh Ba Lân thất nghiệp á, chị Thủy đi làm về là có người nấu cơm cho ăn. Chuyện bếp núc là khỏi phải lo luôn. Trời ơi, tôi có ba cô con dâu mà mỗi lần họp mặt lại rồi mỗi đứa một ý vậy hả? Thôi đừng có nói nữa, nghe. Để an tâm á, mấy con mày dạy tụi nó làm sao á. Chứ cái kiểu này, thế mỗi lần gặp nhau á, bên này chọt qua, nay chọt lại, chọt qua. Trời ơi, tôi nghe không chịu không nổi, mệt quá. Ủa con Lụa hả? Cảm ơn con. Sao vậy, sao mà gãi dữ vậy con? Hả? Dạ không biết nữa, ngứa nãy giờ luôn á, gãi quá trời. Chắc em bị dị ứng đồ ăn rồi. Ừ, đúng rồi đó.
Bảo Trân cũng hay bị dị ứng đồ ăn lắm. Cô ấy suốt ngày trừ sẵn thuốc chống dị ứng. Để đi lấy cho em uống thử coi sao. Con lấy cho em xài thử đi con. Con nhỏ này một hồi mà nó gãi riết là tay chân nó thẹo không đó hà. Dạ. Trời, mày làm gì giống tệ thiên quá mày. Trời, anh ừ? Làm gì vậy? Lụa nó bị ngứa dị ứng nên anh lấy thuốc cho nó uống. Thuốc này, thuốc dị ứng em hết rồi. Còn thuốc này không phải. Đưa cho anh. Đưa đây. Mẹ à, con xin lỗi. Thuốc dị ứng của Trân á là thuốc đặc trị do bác sĩ kê đơn nên không có dùng được. Thôi đành phải ra nhà thuốc tây mua vậy. Thôi nội với mẹ về nha. Đi con về. Ra nhà thuốc tây rồi mua thuốc cho con luôn. Thôi con cũng về. Vợ chồng con đi cũng cả ngày nay rồi. Dạ. Mọi người cứ về đi. Về nha. Để vợ chồng con dọn dẹp cho. Dạ. Chị về trước nha. Dạ em chào chị. Con nội về. Dạ, nha mẹ con về. Bye bye. Dạ con chào nội. Dạ chị về. Trời ơi, mà làm gì vậy lụa? Cái gì con vậy? Con xin lỗi nội. Dạ về nha. Đi về cẩn thận nghe mấy đứa. Mẹ với nội chờ chút nghe. Con chạy ra kêu taxi vô liền á. Con đi nha mẹ. Dạ con chào về trước nghe. Chị về trước nha em. Ngứa quá nội ơi. Trời ơi ráng chịu đi. Trân à. Trân. Em uống bao lâu rồi? Dạ em. Em có biết là em uống lâu dài sẽ ảnh hưởng tới khả năng làm mẹ không? Em muốn kế hoạch thì phải bàn bạc với anh chứ. Tại sao em dám tự ý mà còn muốn lừa dối anh nữa? Mẹ sao vậy mẹ? Sao mẹ đau bụng quá? Bị đau bụng hả? Nội đau sao? Ôi đau quá à. Tao cũng không biết nữa. Thôi thôi đưa nội vô nhà cho ông Tư nó khám cho. Đi. Em cũng biết rõ là anh thèm có con tới mức nào mà. Không phải em cũng đã đồng ý là sẽ có con hay sao chứ? Thôi mà anh, chuyện có gì lớn đâu. Em nói vậy mà nghe được hả? Chuyện con cái đâu phải là chuyện nhỏ. Em có biết là bao nhiêu người muốn làm mẹ mà không có con được hay không? Nhưng mà em đâu có nói là em không làm đâu. Nhưng mà bây giờ em chưa có sẵn sàng. Em thì lúc nào cũng không sẵn sàng. Em tính coi tụi mình lấy nhau bao lâu rồi? Anh thèm nghe một tiếng trẻ con trong nhà, nhưng mà khó quá à. Anh thấy em thật là thiếu trách nhiệm, không chỉ với chính bản thân của mình mà còn với người khác nữa. Phải đó, em không có trách nhiệm. Em còn trẻ mà, em còn có nhiều việc phải làm lắm. Em muốn được làm những việc mình thích. Em không hề muốn bị bó buộc bởi bất cứ điều gì hết, anh biết không? Kể cả gì con cái nữa. Em làm anh thất vọng quá à. Anh tưởng em là người biết suy nghĩ. Ai dè. Được rồi, bây giờ nếu mà muốn tự do, anh sẽ cho em tự do luôn. Chúng ta sẽ đường ai nấy đi, không ràng buộc gì cũng không vướng mận gì hết đó. Em hãy đi ra ngoài với những gì mà em thích đi. Em đi đi. Nội. Dạ. Huy. Hay lắm. Mẹ. Nội ơi nội, con. Cô còn dám gọi tôi là nội nữa phải không? Cô giỏi lắm. Dám cãi chồng, không chịu sanh con. Cô còn lừa dối chồng để uống thuốc ngừa thai nữa phải không? Cô muốn dòng họ nhà tôi tuyệt tự phải không? Cô có còn xứng đáng ở trong cái gia đình này nữa không? Hả? Dạ con. Thôi nội à, nội đừng giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe.
Để con sẽ nói chuyện lại với vợ con. Mày hay quá. Mày nói mà được phải không? Đủ tức là ông nhu nhược. Mày mà trị được vợ mày á hả? Nếu mà như vậy á thì nó không thể qua mặt mày được. Nè, vợ an tâm. Dạ. Mày lấy điện thoại, mày kêu ông già nó qua đây gặp mặt tao. Mẹ, chuyện này... Mẹ, mẹ, cái gì không biết nữa. Mẹ cãi tao hả? Anh tặng em thấy thế nào? Wow, đẹp quá à. Để anh đeo cho em nha. Cảm ơn anh nha. Em thích là anh vui rồi. Nhìn em vui như vậy, anh lại chạnh lòng nghĩ tới Ngọc Thủy. Cô ấy vất vả quá. Số chị Thủy coi vậy mà khổ. Chị giỏi giang như vậy, tưởng được sung sướng, ai ngờ. Con người sướng hay khổ là do mình quyết định. Nhưng đàn bà sướng hay khổ là ở chồng. Lấy được người chồng tốt mà biết lo lắng thì đỡ cho mình nhiều. Bởi vậy mới nói số chị Thủy khổ. Tưởng lấy được chồng tử tế, ai dè ông ba lần chẳng làm được gì hết. Suốt ngày chỉ giỏi bám với vợ thôi. Nhìn Thủy như vậy, anh không cầm lòng được. Anh muốn giúp Thủy, nhưng cô ấy cứ tránh anh. Anh biết phải làm sao. Tính chị Thủy là vậy đó. Từ trước tới giờ chị Thủy là người độc lập, ít phụ thuộc vào ai. Vậy mà anh Minh nè, anh và vợ anh vẫn chưa ly hôn mà. Anh tính quay lại với chị em, lỡ giờ anh biết được thì sao? Em không phải lo chuyện đó đâu. Anh với cô ta mang tiếng là vợ chồng, thực ra đâu có tình cảm gì. Mọi thứ chỉ là trên danh nghĩa thôi. Anh muốn ra đi lúc nào mà không được. Mời anh. Anh nói thì dễ lắm. Vợ anh nổi tiếng là ăn chơi. Tuy là hai người lấy nhau không có tình cảm gì, nhưng em nghĩ chị ấy không dễ dàng bỏ qua đâu. Thôi, ăn đi anh. Ừ, em cứ dùng đi. À mày nè, nếu anh và vợ anh ly dị, chắc chắn mọi tài sản sẽ thuộc về vợ anh. Lúc đó anh sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Em đánh giá anh thấp quá. Em cứ đợi coi ai sẽ là người ra đi với hai bàn tay trắng. Dạ, thưa bác, thưa chị xui, con dại thì cái mang. Con Trân làm càng làm bậy như vậy cũng là do tôi không biết dạy dỗ nó đàng hoàng. Anh mà cũng biết nói câu nói đó nữa hả? Tôi tưởng anh á, thuộc về cái dạng người mà ngang ngược, không có coi ai ra gì, cho nên mới sinh ra đứa con gái kiểu đó. Chứ phải chi mà cái thằng cháu của tôi nó chơi bời lêu lỏng gì đó thì tốn nói làm gì. Đằng này nó là một đứa hiền lành đàng hoàng, mà lại là một bác sĩ giỏi nữa. Trời ơi, thiếu gì con gái mê. Việc gì mà phải đi lấy đấy đứa con gái như con Trân, bất dạy như con Trân nhà anh vậy chứ. Mẹ à. Dạ mẹ, thật ra chuyện này là lỗi cũng do con. Chỉ tại con cho mấy đứa nhỏ ra riêng sớm quá, cho nên không có dịp ở gần để dạy dỗ, để cho con Trân nó biết thế nào là trách nhiệm làm mẹ, làm vợ. Cô im đi, để rồi tôi sẽ nói chuyện như cô sau. Tôi cũng xin lỗi chị xui. Tất cả là cũng do cha con tôi làm khổ chị. Tôi cũng mong là bác và chị xui bỏ lỗi cho con Trân,
Nó còn trẻ người non dạ. Con của anh á, đem về mà dạy nó đi. Hạng dâu con như vậy nhà nào có chưa? Tôi cần phải kiếm cháu để thừa kế cái gia tài này nữa chứ. Con hứa với bác là sau chuyện này con Trân nó sẽ không dám làm như vậy đâu bác à. Trân à, con nói gì đi chứ. Dạ, con xin lỗi nội, con xin lỗi mẹ. Con... Cô nghĩ gì mà trốn tránh trách nhiệm làm vợ và làm mẹ? Cô muốn khỏi vướng bận để kiếm chồng khác phải không? Hay là cô muốn làm cái trò gì với con cháu cưng của tôi? Tôi nói cho cô biết nghe, cô có thể qua mặt được má của thằng Tư này à, chứ với tôi đừng có hòng. Dạ nội ơi, con không có ý đó đâu nội à. Cũng tại con thấy còn sớm quá để có cháu thôi à. Con... Tôi không có tin. Vậy tùy nội. Trân, con không được hổn. Ba, chuyện của con ba để con lo đi. Con làm thì con tự chịu. Thôi ba đi về đi, con không muốn ba bị ai nặng nhẹ hết á. Đó chưa, con gái cứng đầu cứng cổ của anh đó, đem về mà dạy nó đi. Còn chuyện của mấy người, mấy người tự lo lấy á, tôi không biết. Mẹ ơi, tôi ly cà phê đen. Dạ. Thêm một phần bánh tét nữa. Cảm ơn. Tiền cho anh đi. Dạ tính tiền hả anh? Dạ có người trả cho anh rồi. Ừ, cảm ơn em. Cô, đồ ăn ở đây ngon lắm. Mà cô là chủ quán này sao?
Hồi nãy thấy anh có vẻ buồn nên không dám đến gặp anh. Gì đâu, cô đừng bận tâm. Thôi, tôi phải về đây. Cảm ơn cô vì bữa ăn này ngon lắm. Nếu anh rảnh, em muốn mời anh ghé nhà em chơi cho biết. Ngay bây giờ hả? Sao lại không chứ? Từ bữa nó ở bệnh viện về tới giờ, nó cứ nhắc tới bác sĩ hoài à. Đã vậy, nó còn viết tên bác sĩ đầy mấy cuốn sổ nữa đó. Nó cứ khen bác sĩ là không những mát tay mà còn quan tâm, tận tình với bệnh nhân nữa. Dạ, đó là trách nhiệm của con mà bác. Thiệt tình, cũng may là có bác sĩ quan tâm lo cho nó. Chứ nếu không thì tôi cũng biết làm sao. Tôi bị cao huyết áp, mỗi lần thấy máu là tôi xỉu liền, nên nó sợ không cho tôi tới bệnh viện để chăm sóc nữa. Dạ, cô làm như vậy là đúng đó bác. Chứ lỡ mà bác có chuyện gì cô càng lo thêm nữa. Bởi vậy nên tôi đâu có dám đi đâu. Nhưng mà nói thiệt, ở nhà tôi càng lo hơn.
bác sĩ ăn bánh. Dạ, bánh của mấy Quỳnh nó làm cũng ngon lắm. Cháu cảm ơn bác. Có ngon không bác sĩ? Ngon lắm bác à. Thôi, bác sĩ cứ ngồi ở đây chơi tự nhiên nha. Để tôi vào trong chuẩn bị cơm nước. Dạ, cảm ơn bác. Con ở đây tiếp bác sĩ nha. Cảm ơn cô, nhạc hay lắm. Anh thích nhạc này thật hả? Nhạc rất tuyệt, và bánh cũng ngon nữa. Anh Lân à, dạ chào anh. Anh thấy sao rồi? Đã quen công việc chưa? Dạ cũng tương đối rồi. Ổng đài, tôi thấy anh làm việc như vậy được lắm đó. Sắp xếp đôn đốc anh em như vậy là tôi yên tâm rồi. Dạ tất cả cũng cho anh nâng đỡ. Tôi còn chưa kịp cảm ơn anh nữa. Có gì đâu mà cảm ơn. Anh mà làm việc tốt á, công ty kiếm được càng nhiều tiền, vậy là tôi mừng rồi. Mà tôi cũng chưa kịp hỏi thăm anh nữa, gia đình anh sao? Dạ cũng bình thường thôi anh. Vợ tôi đang làm việc ở công ty nhà nước. Nhà có hai đứa con gái, tụi nó đang đi học. Tôi cũng giống như anh vậy đó. Nhà có đứa con gái thôi mà nhức đầu lắm anh ơi. Thôi cuối tuần này anh sắp xếp thời gian đi ăn với vợ chồng tôi nghe. Nhưng có gì đâu, chỉ là một bữa cơm thân mật, anh khách sáo làm gì. Dạ vậy thì hân hạnh cho vợ chồng tôi quá. Vậy thôi, cũng trễ rồi, anh về đi. Dạ. Bộ lúc này công việc nhiều lắm hả em? Ờ, bởi vậy nên em phải đem về nhà làm cho xong nè. Thời buổi giờ không cố mà cày á thì chỉ có nước húp cháo. Ờ, cuối tuần này em có rảnh không? Chi? Sếp của anh á mời vợ chồng tụi mình đi ăn. Thiệt hả anh? Ừ. Nhưng mà nếu em bận quá thì thôi, anh hẹn bữa khác vậy. Không được, sếp đã mời á thì mình phải đi liền. Chuyện của em sắp xếp được mà. Ừ, vậy thì để anh nói ổng. Ừ, mà anh cũng giỏi thiệt ha, mới vô làm có mấy bữa mà đã lấy được lòng của sếp rồi. Anh có làm gì đâu. Thôi, anh không làm gì á thì sao mà sếp mời anh đi ăn cơm được. Đi làm á phải như vậy thì mới có cơ hội đổi đời. Mà nè, sao kiếm được chỗ làm ngon vậy? Ờ thì cảm ơn anh. Cảm ơn em Nga Quyền. Cũng may mà nhờ có em. Nè, chuyện tôi giới thiệu việc làm cho anh, anh không được nói cho ai biết hết, nghe chưa? Ủa, sao kỳ vậy em? Kỳ gì mà kỳ, anh biết vậy là được rồi, thắc mắc làm gì? À, anh à. Sao em hỏi anh không trả lời? Ờ thì anh cũng nộp đơn rồi phỏng vấn như mọi người thôi. Ờ mà giờ này hai đứa nhỏ học hành sao em? Em cũng lu bu quá, không có kiểm tra bài vở tụi nó được. Bây giờ anh rảnh không, kiểm tra bài vở tụi nó giùm em đi. Ừ.
Alo. Anh đây. Anh gọi tôi có chuyện gì? Ừ, anh muốn mời em cuối tuần này đi ăn tối với anh, được không? Tôi và anh thân nhau từ khi nào mà anh mời tôi đi ăn tối? Anh có tự trọng thì đừng có làm như vậy nữa. Mời em đi ăn tối, làm gì mà em phải mạt sát anh dữ vậy? Tôi không đi. Chào anh nha. Khoan đã. Anh đợi em ở nhà hàng Lan Xưa. Nếu em không tới, anh không về. Anh làm phim Hồng Kông từ khi nào vậy? Anh muốn làm gì thì tùy. Ờ, mẹ nè con. Ờ, chuyện vợ chồng con sao rồi con? Mấy bữa nay con ở miết bảnh không chịu về mẹ. Trời ơi, cái con này sao mà nó cứng đầu quá vậy hả? Thôi con à, mình là đàn ông đừng có chấp nó. Ờ, để rồi mẹ tính chuyện nhà rồi mẹ sẽ sang gặp nó. Dạ, nhưng mà chi vậy mẹ? Mẹ định... Trời đất ơi, thì để đón vợ con về chứ còn gì nữa. Dù gì cũng là vợ chồng, trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời chứ con. Dạ, con biết rồi, mẹ đừng có lo. Ủa con sao vậy Quy hả? Dạ không sao đâu mẹ. Bác sĩ mà để cho cảm vậy là sao? Con chỉ bị cảm chút xíu thôi. Quy à, nếu có buồn thì con cũng cố gắng phải giữ sức khỏe, đừng có say xỉn vậy. Làm vậy là ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của mình, con biết không? Dạ con biết rồi, con phải làm việc đây. Con chào mẹ nha. Dạ thưa bác sĩ, đây là hồ sơ bệnh án bác sĩ cần à. Cô Trinh à. Dạ. Hôm nay tôi hơi mệt, cô nói bác sĩ Hoàng trực giúp tôi nha. Dạ em biết rồi. Giờ này anh đang làm gì? Có lẹo tẹo với con nào không? Không biết. Đi làm có cột không nữa. Ờ. Hôm qua mẹ, con nằm mơ, con thấy anh ốm nhom, ốm nhách nè. Thương thấy sợ luôn á. Con lo quá trời luôn. Ờ. Mẹ này, sao con nói gì mẹ cũng ờ hết á. Phải rồi, bây giờ mẹ có hai cô con dâu cưng rồi, cho nên mẹ coi con như cái cục gạch đúng không? Trời đất ơi, sao tự nhiên quả ông ngang xương với tôi vậy trời? Trời. Mm-hmm.
Ôi trời ơi nóng quá. Bé Quỳnh nó nói với tôi là cậu đang bị sốt, nên nó mới nấu cho cậu nồi nước sông đó. Cậu vô sông đi cậu. Dạ. Con cảm ơn bác, nhưng con không hợp với mấy thứ đó đâu. Với lại con ăn bận như vậy con thấy không tiện đó. Cậu phải ráng xong đi thì mới hết bệnh được. Lát nó ra bây giờ, tôi đã kêu con Quỳnh lấy đồ của ba nó cho cậu mặc. Đây là đồ của ba nó, cậu đừng có ngại, cậu cứ vô trong mặc đỡ đi. Ủa gì, con nhỏ này mỗi lần gặp nó là thấy chửi chồng đó à? Chứ chị thấy rồi đó, không chửi sao được. Vợ chồng buôn bán với nhau mà bỏ đi biệt tâm biệt tích à? Có mình em sao dọn nổi. Nó làm biến mày về, mày mét má chồng mày, má chồng mày chửi cho nó một trận. Thôi thôi thôi, chị đừng có nhắc tới mẹ chồng em nữa. Em chán, còn hơn cái chị chán nữa rồi đây nè. Số em sao mà khổ vậy không biết nữa. Nhiều khi em nghĩ em chết quách đi chắc còn sướng hơn nữa. Mày đừng nói với tao là mày với má chồng mày mới chửi nhau à nha. Chị ngồi đây đi, em nói chị nghe nè. Thà mà gây lộn với nhau chắc còn vui hơn đó chị. Lúa, mày ăn nói gì ngược đời quá vậy mày? Có gì đâu mà ngược đời, tại chị không biết á, cho nên chị mới thấy ngược đời vậy thôi. Chồng em đã bắt làm ăn mấy tuần rồi, bỏ em ở nhà có mình nè. Tội nghiệp không? Ủa, còn mẹ chồng mày đâu? Lúc trước tao thấy bà đi tới đi lui phụ mày mà. Thôi thôi, dạo này bà có thèm đếm xỉa gì tới tôi nữa đâu. Tao nhớ mày nói tao bà thương mày dữ lắm mà. Đó là cái chuyện hồi trước. Còn bây giờ hả, tự nhiên cái bà sực nhớ ra là bà có hai cô con dâu xinh đẹp, giàu có, sang trọng, danh giá hơn tôi, nên bà đâu thèm đếm xỉa gì tới tôi nữa đâu. Đời người sao mà bạc bẽo quá. Đã vậy hả, anh Phụng anh bỏ đi nên tôi có mình trong nhà thất thế. Phải rồi. Đời là vậy đó, lên voi xuống chó là chuyện bình thường mà. Mày á, từ nay á, mày biết thân biết phận mày á, đi á là vừa đó mày. Là sao? Là mày á phải biết nhường nhịn mấy người trong nhà chồng mày. Chứ còn gì nữa, mày không có tiền, không có thế, sao mày đỡ sức với người ta? Dẹp. Tôi á không có nhường nhịn ai hết á, không có quỳ lị ai hết á. Được thì ở, không được thì thôi. Tôi ly dị, tôi đi lấy chồng Hàn Quốc. Tôi đẹp mà, tôi có quyền. Lấy chồng Hàn Quốc? Sao mày chảnh vậy mày? Cái gì? Em thấy cũng bình thường thôi mà. Ủa mà sao chị nói em chảnh? Thì mày chảnh, tao nói mày chảnh chứ bình thường cái gì. Mày chảnh quá chừng luôn à. Sao chảnh? Sao chảnh hả? Ừ. Nếu mà tiếng Anh á, người ta sẽ nói mày một câu là Lemon question đó. Cái gì vậy? Có từ chảnh thôi mà dịch sang tiếng Anh dài thằng lòn vậy? Có gì đót đót ở đằng sau nữa là sao? Có nghĩa là mày chảnh chó.